của MBC. Nhưng đây là cơ hội dứt điểm rất lộn xộn và một không dành cho Thép Việt Thắng, và bất ngờ đã xảy ra. Và như đã nói là với cục diện đã trải qua ở trong thời gian tới để họ có thể hướng đến thậm chí là điểm số tối đa, chúng ta thấy là một pha bóng khá lộn xộn. Nếu như mà Ngô Đình Thuận chơi chắc tay hơn ở trận đấu vừa rồi thì có lẽ anh có thể. Nguyễn Thành Hải. Wow! Nguyễn Hồng Công. Tỷ số đã được quân bình. Và rồi sau rất nhiều những cú dứt điểm khác nhau thì câu lạc bộ An Biên cũng đã có cho mình bàn thắng gỡ hòa. Và kết nối giữa Hải Nhỏ cùng với Nguyễn Hồng Công không tập trung vào thôi thì khoảng trống đã đến. Lần này thì trái bóng đã vượt qua hoàn toàn và đánh bại sự truy cản của các cầu thủ Thép Việt Thắng. Bóng đi chiếm và kiếm cho mình bàn thắng thứ hai. Với đội hình có sức bền bỉ hơn, nguy hiểm. Và đó là bàn thắng tiếp theo dành cho câu lạc bộ An Biên. Pha làm bàn tiếp tục là Thanh Huy. Ở trong trận đấu gặp Nghiêm Phạm Hồ Đình thì để giúp cho các cầu thủ An Biên có thể hướng đến trận đấu lôi ngược dòng và duy trì mạch toàn thắng của mình. Pha xoay sở rất tốt của Thanh Huy. Cơ hội dứt điểm. Vâng, vẫn tiếp tục là cái tên Thanh Huy. Thế trận của Biên. Một pha bóng mà Thanh Huy đã có một pha di chuyển đón điểm giờ tốt. Một pha xoay người dứt điểm rất nhanh. Tuy không có quá nhiều đà nhưng đây là một cú đá đủ để đánh bại thủ thành Lương Đức. Sinh năm 2003 và hiện tại thì đang theo học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điểm chung của Hàng Bồng. Nguy hiểm. Vào! 1-0. Và đó là chung nhất. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tiếng này. Pha phước giữa Trung Nhóc và Nghĩa Nhân. Trung Nhóc là người đã thực hiện một pha vê gầm để loại bỏ đi thủ thành Quý Công. Và sau đó là tình huống dứt điểm bằng chân trái vào lưới trống để mở điểm dành cho họ. Đã có được thắng lợi 4-1 tương đối dễ dàng trước câu lạc bộ B4. Và sang vòng 2 họ thắng 3-1 trước các thủ Hữu Định. Và như vậy đó là bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ của câu lạc bộ Bảy Núi FC. Chúng ta cùng theo dõi lại pha xử lý trước đó. Một tình huống dứt điểm ở góc gần. Một cú nhòi người để tạo ra đường chuyền đến từ Đào Văn Giang. Dứt điểm. Vẫn còn Thuận Alexis. Nhịp nhàng. Một pha phối hợp có thể nói là quá chuẩn bài của các cầu thủ Mimi FC. Nhưng chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Một cú nhà bóng rất vừa vặn đến từ Vinh Mèo dành cho cầu thủ Ma Xuân. Tình huống ném thẳng và Quý Can Tê là cầu thủ đã thu về bóng. Không có lỗi. Thuận Alexis. Wow! Thuận Alexis và cú đúp của cầu thủ ma số 2. Pha bóng mà chúng ta có thể thấy là những cầu thủ đội bóng áo trắng đã nhanh ra sao. Chỉ cần một cú chuyền bóng đến từ vị trí của Tạ Thanh Chí Cường. Hoàng Bửu. Chính xác. Rất hay. Côi! Đây là đội trưởng Phát Quý. Quý Can Tê. Một tình huống căng ngang và Quý Can Tê đã tận dụng thành công. Các tình huống đàn bóng cực kỳ mượt mà. Không có ai theo kèm đối với pha lao xuống của Văn Quý cả. Và Văn Quý không có một áp lực nào đến từ cầu thủ phòng ngự của Thành Tài.
khoảng trống dành cho Nguyễn Tuấn. Đội chủ đây, xử lý khéo, chân trái, wow, thật tuyệt vời. Và đây có thể sẽ là bàn thắng vàng dành cho thầy trò huấn luyện viên Huỳnh Văn Tính. Các cầu thủ của Bình Phước FC đã có được một pha dàn xếp có thể nói là vô cùng ấn tượng. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại từ vị trí mà Nguyễn Tuấn tạo ra đường chuyền. Sau đó Văn Quý xử lý vài nhịp để vượt qua hàng thủ của đội áo trắng. Một cầu, hai cầu và sau đó là khoảng trống. Một tình huống dứt điểm trái phá bằng cái chân trái của mình. Và Văn Quý đã là người hùng Bình Đức. Nguy hiểm, trái bóng đã được phá ra nhưng vẫn còn dành cho Thuận Alexis. Chân trái, wow, tuyệt vời, Thuận Alexis. Nếu như không có bàn thắng này thì có lẽ cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sẽ thuộc về Quý Can Tề. Nhưng với bàn thắng này của Thuận Alexis, danh hiệu này có thể sẽ thuộc về anh. Cơ hội dành cho Thanh Tác. Chí Cường đánh đâu, vẫn còn chân trái, có vào, vào, và lần này đó là Quý Can Tề. Tỷ số là 4-3 ở trong một giai đoạn vô cùng nhạy cảm, thậm chí là rất rất nhạy cảm ở trận đấu này. Một pha bóng vô cùng lộn xộn và một pha chạy bóng vô cùng đẳng cấp và tinh tế của Quý Can Tề. Lưới đã rung lên và coi như là dấu chấm hết dành cho câu lạc bộ Mì Mì. Pha chuyền bóng của Tiri Sapo vào. Một cú tỉa bóng cực kỳ ngọt của Tiri Sapo dành cho Tiên Khoa. Tất Đồn vừa rồi đã mở tỷ số. Khoảng cách của họ với đối thủ là đến 7, đứng xếp trên 7 bậc. Tú Mares, tốc độ, Tú Mares, 2-0 dành cho Smalan Ngọc Kiên Giang. Một tình huống sọc thẳng vào trung lộ của Tú Mares. Chân sút số 1 của Smalan Ngọc Kiên Giang vừa nổ súng. Thì chiếc băng thủ quân của các thủ áo hồng trắng trao lại cho số 11 Đặng Ngọc Tùng rất nguy hiểm. 3-0 dành cho Smalan Ngọc Kiên Giang. Game là dễ lúc này cho Smalan Ngọc Kiên Giang rồi. Thành Trường trong 4 bàn thắng đã ghi được ở trong những vòng đấu trước. Khoảng trống có thể dứt điểm vào. Đó là tình huống ghi bàn dành cho đội trưởng số 11 của Vivo. Tình huống rút ngắn tỷ số 1-3 của đội trưởng Đặng Ngọc Tùng. Mưa. Cú ngả người của thủ thành số 36 của Smalan Ngọc Kiên Giang đã không giúp cho anh giữ sạch lưới. Mắt chúng ta sẽ là cầu thủ mặt chéo số 27 Ngô Nhật Trường cho quả đá penalty của Vivo. Nhật Trường, Nhật Trường, cú đá quá căng của Nhật Trường và đó là tỷ số rút ngắn 2-3. Tôi thấy được họ khó khăn như thế nào, nhọc nhằn như thế nào trước Smalan Ngọc Kiên Giang khi bị dẫn đến 3 bàn và bây giờ thì họ có 2 bàn thắng liên tiếp. Khoảng cách của họ chỉ còn 1 bàn thôi. Bóng đá luôn vậy, khi bóng còn lăn thì rất đáng tiếc. Như vậy là 4-2 dành cho các thủ Smalan Ngọc Kiên Giang. Chúng ta đã theo dõi lại bàn thắng của các thủ Smalan Ngọc Kiên Giang. Đây là đội bóng thứ tư mà Tài lắc đầu quân. Trước đó là Đạt Tín FPT, Nghiêm Phạm Holding và đội bóng PT Tân Torres. Khoảng trống vào, 1-0 và đó là Tân Torres. Thì họ cũng sẽ rút ngắn khoảng cách trước cao thủ An Biên.
nguy hiểm và một đều dành cho La Milan City. Đã bảy người vô địch quốc gia Bia Sài Gòn Cup năm 2024. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại một đường truyền cực hay tới từ Kabung và Văn Lam trong một tư thế không ai theo kịp. Đây là Hậu Châu, mất bóng nguy hiểm, rồi phản công Ngọc Hùng, giật hay và được Ngọc Hùng mà sân nơi sân và hai một cho La Milan City của Ngọc Hùng tại SPLS6 năm nay. Và bóng mà Ngọc Hùng đã dễ dàng loại bỏ đi hai cầu thủ phòng ngự bên phía Hữu Định Song Hùng, đó là Trung Thi. Ngày hôm nay thì theo như quan sát của chúng tôi thì rất nhiều những cầu thủ trụ cột bên phía đội bóng La Milan City đã vắng mặt. Bây giờ thì Hữu Định Song Hùng ngay lập tức đã có câu trả lời. Lại thêm một lần nữa, Tân Torres là người ghi bàn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng đầy tốc độ của Huy Cao. Một mình anh loại bỏ đi cả Tài Lắc lẫn Sang Chết. Và sau đó là một đường chuyền như đặt. Huy Đen chưa thể dứt điểm, không có lỗi của cầu thủ La Milan City. Coi phản công dài số áo xanh, nguy hiểm, cột hai và ba hai dành cho La Milan City. Đây là pha bóng của Huy Đen đang ngã ra, sau đó Nghiêm Gia Hiển là người đã thực hiện pha bứt tốc đường truyền dành cho Minh Quang, và Minh Quang đã thực hiện đường truyền thuận lợi sang cột hai. Thái Bá Tân dứt điểm rất nguy hiểm, hat-trick của Tân Torres, ba đều, quá hay. Đúng vào những giây thiếu cuối cùng thì pha đi bóng lắt léo của Tân Torres đã đánh bại được hàng phòng ngự dày đặc bên phía cao thủ. Họ đã chiến đấu cho tới những giây phút cuối cùng. Hat-trick của Tân Torres. Còn bên phía La Milan City thì họ đã có được cú đúp bàn thắng của Ngọc Hùng. Bàn thắng còn lại được ghi do công của Văn Lam. Mặc dù là ghi nhiều bàn thắng cơ hội rất nguy hiểm. Phá bóng đầu tiên trận đấu này, Tadi Maria có bàn thắng mở tỷ số dành cho Nghiêm Phạm Hồ Đình ở ngay phút thứ hai mà thôi. Giải năm nay chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Đó là cú đá rất căng của Phúc Lùi để khiến cho bóng bật ra sau nỗ lực cắt bóng của cầu thủ Martial số 17, có lẽ là số 17 Lê Sĩ An. Đầy duyên nợ thì cầu thủ của Nghiêm Phạm Hồ Đình đã thất bại tỷ số 0-2. Đưa bóng căng ngang, tình huống đưa bóng hỏng của hệ thống phòng ngự bên phía An Nguyên Bảo. Lần này lên lượt Phúc Lùi lên tiếng, tình huống ghi bàn dành cho cầu thủ Martial số 9. Lỗi rất đáng trách đến từ Trần Văn Dũng. Bóng vào rất căng của cầu thủ An Nguyên Bảo. Vẫn còn Tuyến Ai cho nỗ lực của Trần Văn Dũng. Và các đội cũng phải chịu khuất phục. Một cú đá ở tầm vượt lên